Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, năm nay 46 tuổi, dương nữ. Thì em đáng lẽ là làm mấy cái video nhiều cho cái tuổi hết hàng 6 rồi mà tới hàng 7, nhưng mà khá khá nhiều chị nhắn tin hỏi hàng là tại vì năm nay chị rơi vào sao kế đô và có cái vận hạn vận niên cẩu cùng phong rồi này kia nhiều thứ quá, thôi em ưu tiên em làm trước cho chị cái tuổi 74 để chị biết mà tránh, từ vì mới đầu năm vô thôi thì nó có nhiều điều phức tạp quá. Thì rõ ràng cũng đúng thôi, các chị trải qua tháng giêng của năm Kỷ Hợi 2019 là một cái tháng Bính Dần, tức là tháng tuổi của các chị với cái gốc là gốc hỏa, tương đối khó khăn đối với người là Dần mà mệnh thủy của các chị. Thì em cũng nghiên cứu rồi thì thấy rằng là tuổi Giáp Dần thật sự là năm nay có rất là nhiều điều mà khó khăn, dù rằng mới trải qua 3 năm ta Dần Ngọ Tuất là năm đầu tiên của 2016 thì bị nặng, 2017 bị nhẹ nhẹ, 2018 bị nhẹ nhẹ, nhưng mà nó vẫn là 3 năm tam tai. Bây giờ lại kéo tiếp một năm nữa vào cái sao xấu, mệnh xấu, thì rõ ràng là có nhiều cái điều cần phải lưu ý cho các chị, cho nên là em tắt ngang ưu tiên cho cái hàng 7 ở cái clip này. Sau đó thì em sẽ quay trở lại hàng 6 như là Ất Tỵ, thì hàng 6 chỉ còn 1-2 tuổi nữa thôi là cũng chuyển sang hàng 7 thôi. Thì mình trở lại với cái tử vi của tuổi Giáp Dần. Thì đầu tiên hết thì em sẽ cũng như các video khác, em sẽ làm cái tổng hợp tử vi trọn đời của tuổi Giáp Dần. Thì em cũng có một cái video clip nói về cái tử vi trọn đời của Giáp Dần, nói về thiên tính của các chị. Thì đây thì em sẽ nhắc lại thôi và để ứng dụng vào cái năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi các chị. Thì đầu tiên hết là các chị tuổi Giáp Dần á, thì chữ Giáp đứng đầu thiên can. Dần là một cái con khải hung dữ, đó là dê nhìn đấy, là người đàn bà có thể nói là có cái tướng là không phải là những người có tướng mảnh mai được, mà họ có cái giọng nói ồn ồn và khá là cứng cỏi. Bản thân người Giáp Dần là chữ Giáp là chữ Giáp mộc, Dần cũng mộc, người mộc, người thì nhiều mộc, nhưng mà mệnh là mệnh thủy, cho nên là thủy sinh mộc. Người ta nói là mệnh tương sinh với tuổi, mệnh thủy sinh tuổi mạng tương sinh, thì người ta gọi là có nhiều điều tốt đẹp, là một người có thể nói là có số lớn mạng. Thiên can mà mang cái chữ Giáp thì thân cư mệnh thường có các sao như là Liêm Trinh này, Vũ Khúc, Phá Quân và đặc biệt là Thái Dương, cho nên là con người thì thuộc dạng là sáng suốt khôn ngoan. Do là người nằm trong tam hợp hỏa cục Dần Ngọ Tuất, cho nên là người thích cái sự ngay chính, lại người là mệnh thủy nữa, lại khê thủy nữa, cho nên là làm cái gì nó cũng ào ào. Đặc biệt đó là tuy là người lớn mệnh, có cái tính chất chỉ huy, nhưng mà lại có khả năng thu phục nhân tâm, nên khỏi phải nói là có nhiều có cái tài cầm quân, được nhiều người giúp đỡ ủng hộ, nên nếu mà làm ở trong môi trường quan phận thì rất dễ nắm binh quyền và làm được chuyện lớn. Như đã nói thì các chị là tuy là nước mềm mỏng, bên ngoài thì có thể mềm mỏng, nhưng bên trong là một người cương trường, ý chí khó hay lay chuyển. Tuy nhiên tính tình là do mệnh thủy nên là rộng rãi, sẵn sàng giúp đỡ người ở dưới, nhưng mà đối với những người trên thì nguyên tắc và cứng nhắc. Tuy nhiên trong giao tiếp thì thường là người Giáp Dần rất là khôn ngoan, có duyên sẽ thành công trong cái con đường mà dễ dàng tạo dựng sự nghiệp. Như đã nói các chị Giáp Dần thì vốn dĩ là người thông minh, đặc biệt là giỏi xoay trở, có ý chí vững vàng, người thì nữ nhưng lại có khí chất của một người đàn ông, do là nắm chữ Giáp thích làm chuyện lớn, tự tin ở tài sức của mình, không muốn nhờ cậy nương tựa bất cứ một cái người nào, chỉ muốn cái việc của mình là mình tự giải quyết thôi. Thì như đã nói, có
chữ giáp thì có khả năng lãnh đạo chỉ huy, tuy nhiên là người có tài thường có tật, các chị là hay nóng nảy, đôi khi là tự tin vào bản thân quá, cái thành là tự cao tự mãn, không chịu bằng lòng với cái thành công hiện tại, nên tham vọng muốn thăng tiến không ngừng, cho nên là dễ gặp sóng to gió lớn. Và đặc biệt là bắt đầu từ những cái năm mà 42, 43 tới bây giờ thì đây là những cái năm mà sóng gió rất là nhiều. Tại vì tại sao? Tại vì các chị rơi vào cái 43 cho tới năm 52 tuổi là rơi vào đại hạn của mình, là những cái năm này thì tài lộc nó cũng không hanh thông, gia đạo thì không được yên bình. Điển hình là tại sao, thấy không? Bắt đầu từ năm 40, năm 2016 là vào năm đại hạn, tới đây năm nay thì em xét là 3 năm tam tai là đã không nói rồi, là có không khắc cái này thì cũng khắc cái kia. Năm ngoái thì chữ mậu, chữ giáp khắc chữ mậu, công việc nó cũng khó khăn, gặp cái nhiều cái chuyện mà nó không có thuận thảo ở trong công việc. Thì tới phiên năm nay thì lại rơi vào sao kê đô với những cái thiên can và địa chi, bản mệnh và cái vận niên không được tốt đẹp. Đó là các chị phải thấy rằng là mình rơi vào 10 năm tới là mình đã trải qua được 4 năm rồi ha. Em thấy nhanh ha, 10 năm đại hạn nghe vậy chứ cũng nhanh ghê. Trở lại thì là các chị mà tuổi Giáp Dần á thì người ta phải thuận sanh là thu đông. Cuộc sống sẽ là có danh lẫn lộc. Gia đình thì cũng hạnh phúc hơn người. Nghịch sanh lỗi số thì phải vất vả gian truân, tình duyên thì khó đạt và phải xa xứ mới mong làm ăn hương vượng. Người Giáp Dần không phải tất cả mọi người đều như thế, còn phải vào cái kết hợp vào cái tướng mạo nữa. Cái tử vi, cái vận hạn là một cái gì đó lên xuống vậy, nhưng mà cái tướng mạo của mọi người kết hợp với lại cái tử vi sẽ sinh ra nhiều cái điều tích cực hơn. Có nhiều người đó là tử vi thì tuổi này nè, nhưng mà sao tao khổ quá, vì cái tướng mình bị phá, tướng mình bị có một cái nét phá nào đó mà làm cho cái vận hạn của mình, cái vận mệnh của mình nó thay đổi. Mà thực sự mà nói như nè, người ta ông bà xưa nói cũng có lý, là tâm sanh tướng. Tự vì là tâm mình phải bình thản rồi kia thì tướng mình nó mới nho nhã, nó mới phát ra được. Còn thí dụ như mà tâm mình không tốt, mình tạo ra tướng không tốt là mình sẽ phải có cái kết cục, có cái vận mệnh, có cái số mạng không tốt. Chứ đừng có nói là tại sao tôi cùng tuổi mà bà kia bà tốt đẹp hơn tôi, tâm bà tốt, không? Bà làm chuyện thiện thì cái sự thánh thiện của họ nó cũng sẽ tạo ra. Nói thật sự mọi người đấy nè, mọi người nhìn mình bây giờ đó là mọi người thấy sao bây giờ thấy anh ba hiền rồi kia, nhưng mà nhìn lại 10 năm trước, những cái năm mà mình bơm ba ở ngoài đời, mình làm sống, mình làm đủ mọi nghề để mình sống, thậm chí là mình phải gọi là ra đời mà phải hơn thua, cho nên là nhìn mình mặt mình ác lắm, nhưng mà bây giờ thì tại vì bây giờ toàn làm chuyện từ thiện không, ai gọi điện gì cũng miễn phí, cho nên là tâm mình hiền thì mình tướng mình nó sẽ phát ra hiền và nó thay đổi vận mệnh của mình. Đó là cái điều tích cực ha, kết hợp với vận mệnh cộng với cái tướng của mình thì nó sẽ tạo ra nhiều cái điều khác biệt. Giờ trở lại thì các chị là do là tuổi Giáp Dần thì thường là các chị không phải là cái người mà phải lo đói cơm áo gạo tiền, mà là các chị muốn phấn đấu để mình hơn người. Các chị thì gọi là gì, vật chất thì không cần suy nghĩ, nhưng mà đa phần là sự nghiệp đó là thăng trầm, khởi đầu luôn tốt đẹp. Các chị mà do là có cái chữ giáp như vậy mà sanh vào lỗ số thì thường khởi đầu rất là tốt đẹp ở trong công việc, tại vì dù sao đi nữa các chị một mạng vẫn được tương sinh, mạng và tuổi tương sinh, cho nên là khởi đầu cái mọi việc nó rất tốt đẹp, nhưng mà dần dần khiến nó đi vào cái xấu tâm tính. Vì thế mà tâm tính phải nhiều lo toan, lo lắng và phải đổi dời 43. Phần lớn các chị thì ở trong cái giai đoạn này thì sự nghiệp là đã gây dựng rồi ở trước cái năm 43 tuổi rồi, nhưng mà vào cái giai đoạn này thì nó bắt đầu chao đảo. Điểm lợi của các chị là hậu vận, là phúc túc
khá là ngon lành, con cái thì thuộc dạng dễ dạy. À, đó là cái lợi của các chị ha. Đa phần các chị mà giáp dần á thì thường là phải vào đời một mình, cùng chồng gây dựng chứ mà không nhờ được thân tộc, nhờ người dưng mà tạo nên sự nghiệp chứ không có nhờ được thân tộc mà làm ra. À, đó đó là những cái chung, cái tử vi của cũng như là cái thiên tính của các chị ở cái cả đời. Thì mình vận vào cái năm Kỷ Hợi 2019 nó sẽ như sau. Thì đầu tiên hết là các chị là mạng thủy, đại khê thủy, thì gặp năm bình địa mộc, tức là mạng thủy gặp năm mộc là sinh xuất, xấu chủ về hao tốn sức khỏe và không tốt đẹp cho các phúc tinh và tài tinh. Thì như vậy nó cũng sẽ kéo theo cái việc làm ăn cũng không có ngon lành. Sao đặc biệt là một cái sao xấu, ngôi sao mà có thể nói là xấu nhất, sao chiếu mệnh xấu nhất của đối với nữ, đó là sao Kế Đô. Người ta nói gặp sao Kế Đô là hao tài đạo ớn. Các chị mà gặp sao Kế Đô chiếu mạng á, công việc thì dễ gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bất an, mưu sự khó thành. Sao Kế Đô thì rất may cho các chị nó thuộc hành kim. Đối với người mạng thủy đó là kim sinh thủy, các chị là mệnh thủy mà, thì nó cũng có phần là không có quá tác hại, nó sẽ trong rủi có may chứ không có phải là triệt hẳn. Nó mà nếu mà mạng kim này mà gặp sao Kế Đô này mà gặp những người mệnh mộc là mệt mỏi. Thật sự ra là cái Kế Đô là một cái hung tinh, thường nó là đem lại cái thị phi nè, đau buồn, họa vô đơn chí, thậm chí là có tang trong gia đạo nếu có tang bổn đi trong trong cung mệnh. Đàn bà mà gặp sao này chiếu mạng á, nếu như có thai á thì lại gặp may vô cùng. Nhưng mà các chị ở tuổi này rồi ha, cũng ngán thai ngán lắm mà. Cho nên là em nghĩ là các chị sẽ không có sanh đẻ đâu. Mà thật sự mà nói là các chị mà nếu mà có thai là không những tốt cho mình mà tốt luôn cho chồng luôn ở trong cái năm này ha. Khi mà các chị mà có sao này thì nên tránh đi xa, vì cái bổn mạng và sức khỏe kết hợp với lại cái mạng mà sinh xuất nữa của các chị, thì các chị nên an tâm là ở nhà thì đừng đi đâu xa nguy hiểm lắm ha. Hạn thì các chị gặp hạn thiên tinh, rối rắm tranh chấp, đây là một hạn không tốt cho công việc. Với hạn thiên tinh á, thì cuộc sống gặp nhiều rối rắm, từ tình cảm, gia đình cho đến công việc làm ăn, giao tiếp dễ sinh bất hòa và gây ra tranh chấp thua kiệt. Nên cẩn thận hồ sơ giấy tờ liên quan đến nhà cửa, đất đai thì rất là dễ xảy ra chuyện tranh chấp. Nếu mà làm việc thì ký tá cái gì thì cũng nhớ xem cho kỹ. Hạn thiên tinh ha, nãy giờ là vô ba cái xét về cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 thì toàn là thấy xấu không, không thấy cái gì ngon lành đối với tuổi với các chị ha. Vì các chị nên nhớ là các chị đang ở trong cả một cái 10 năm liên tiếp nó không có nhiều cái tốt đẹp, thì đại hạn 10 năm đó thì họ cũng dựa vào những cái năm bên trong, thì nhiều cái năm bên trong, thí dụ như đại hạn thì 10 năm liên tiếp thì có thể là chỉ có 2 năm tốt, 8 năm xấu, chứ không phải là năm nào cũng xấu. Nhưng mà thiệt sự là mới vô 4 năm thì 4 năm của các chị đã te tua rồi. Rồi, vận niên của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các chị á, thì là cẩu cuồng phong, tức là chó dại. Hình tượng con chó điên dại đang chạy ngoài đường, báo hiệu một năm không may mắn. Sức khỏe cũng là vấn đề. Nếu gọi thực là như, đây là năm là không nên cương trong làm ăn mà phải biết chờ thời. Thì mới may là chuyển bại thành thắng. Có thể nói là các chị có 3 năm liên tiếp khó khăn, nhưng mà đừng vì thế mà chuyển đổi đổi dời nhiều thứ, sẽ gây ra cái hạn còn nặng hơn. Chọn cách làm ăn chắc chắn, không nên tham gia vào những cái công việc có mang yếu tố may rủi nhiều, sẽ không có nên. Hạn chế xuất tiền bạc, tốt nhất là chờ thời cơ nếu như gặp vận niên như thế này. Cái vận niên cẩu cuồng phong á, thì thường là bất lợi trong các mối quan hệ, thường gặp điều trái ý nghịch lòng mà sinh ra nóng nảy, xảy ra những cái quyết định vội vàng, cư xử thiếu khôn ngoan,
gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp sau này. Đó đó là cái nãy giờ xét có mấy cái là thấy tiêu hết rồi, không có cái gì ngon lành đối với tuổi của các chị hết ha. Thì cái chủ cuối cùng là hai cái chủ cuối cùng là thiên can và địa chi thì tốt đẹp. Tại sao thiên can của chữ giáp gặp chữ kỵ là thuộc ngũ hợp, giáp hợp kỵ, tương sinh, chủ về làm ăn sinh tài lộc, công việc hanh thông, có khó khăn sẽ có quý nhân giúp đỡ, làm ăn buôn bán như vậy thì nó ngon lành. Trong các cái chủ mà mình xét nhiều á, thì cái thiên can là ảnh hưởng nhiều nhất đến cái phần công việc. Rồi phần địa chi đó là phần mà nói về gia đạo là nhiều, nó ảnh hưởng nhiều đến đạo, gia đạo nhiều. Dần thân tỵ hợi, người ta nói dần thân tỵ hợi là tứ hành xung, tuy nhiên cặp địa chi dần hợi lại là cặp địa chi lục hợp. Chủ về công việc hanh thông, mọi điều tốt đẹp ở trong gia đạo. Như vậy là xấu nhiều nhưng mà cũng có hai cái được tương hợp, đó là thiên can và địa chi, người ta nói thời và vận cũng còn ngon lành ha. Thiên thời và địa lợi vẫn còn có chút gì đó gọi là, như vậy phối hợp các yếu tố trên đó, đứng về mặt ngũ hành mà luận giải thì năm năm kỷ hợi 2019 đó, căn kỷ là thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên là thổ sẽ vượng. Đối với người mà mạng thủy gặp năm thổ vượng có phần bất lợi, sẽ có chướng ngại tương đối khó khăn, lại thêm sao hạn khá xấu, vận niên thì bất lợi, công việc làm ăn khó có tránh khỏi cái bất trắc, nhiều điều mà khó khăn cần chú ý mọi bề ha. Cũng may nhờ được cái thiên thời tức là cái can á, là khá tốt, kết hợp với địa chi là lục hợp thì các chị gái giáp dần 74 vẫn đủ khả năng vượt qua chướng ngại, sự nghiệp và gia đình sẽ cũng có thăng tiến. Có thể nói đây là một năm nhiều chướng ngại, với tình hình này không nên mưu sự chuyện lớn, tính toán làm ăn to lớn, mà nên các việc trong tầm tay nhỏ gọn thu hút bình thường, chứ còn nếu không là làm lớn là chết. Thấy là phê rồi ha. Đó là cái tử vi của cái năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các chị. Rõ ràng là nó báo hiệu nhiều điều khó khăn ở trong công việc cũng như mọi thứ, chứ không phải là ngon lành với cái sao kê đô chiếu mạng nãy giờ em phân tích ra ha. Cái đó là cái vỏ bên ngoài thôi, đó thấy là ta te rồi đó, để xem coi thử là về cái sự nghiệp và công danh của các chị dựa vào các cái về tứ trụ cũng như là các cái sao hạn trong tử vi nó sẽ ra sao. Thì về tứ trụ năm Kỷ Hợi 2019 thì thiên gặp thiên thắng và địa hòa, đây là hai cái tứ trụ mà có thể nói là tốt nhất. Công việc dù có trở ngại một chút ban đầu, với cái thiên thắng thì công việc sẽ hanh thông, sẽ có người giúp đỡ giải quyết cái khó khăn, thậm chí là giải quyết cái khó khăn tồn đọng của 3 năm tam tai 2016, 2017, 2018. Gia đình sự nghiệp không có gì thay đổi và thậm chí là có phần nhẹ nhàng hơn 3 năm tam tai vừa qua. Tuy không dễ dàng nhưng nhờ có thiên thắng và địa lợi, công danh tài lộc vẫn có phần khởi sắc hơn 3 cái năm vừa rồi ha. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận là đang đi vào vượng địa, có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời cũng có khả năng ngăn chặn và hóa giải các cái sự xấu, cái chẳng lành cho sao hạn và vận niên gây ra. Tuy nhiên đại hạn 10 năm từ năm 43 tuổi đến năm 52 tuổi đó, thì công danh gia đạo có những đổi thay trong chiều hướng xấu. Tiểu hạn tuy vào vượng địa nhưng là chịu ảnh hưởng của cái tiểu vận đi vào vượng địa nhưng mà chịu ảnh hưởng của cái đại hạn đó, nên công danh gia đạo vẫn vẫn là còn chao đảo, khó có thắng lợi, mọi việc nên dè dặt và cẩn thận. Tọa cung tiểu vận á, thì có phá quân tham lang tế phá đại hao, đây là một loạt các cái phá và bại tinh. Dù là các chị là người năng động giỏi xây sở nhưng nhiều tham vọng, muốn là 3 năm vừa rồi thất bại, năm nay mình lấy lại thì thành quả đạt được cũng rất khó khăn,
phải tốn hao rất là nhiều. Tuy không, các chị phải nên nhớ rằng thấy xét ở trên đã xuống rồi, vô đây quốc toàn là thấy là phá tinh và lại bài tinh không. May là cung tiểu vận cũng có cái phải nói là có ông tuần ông án ngữ đã làm giảm bớt đi phần lớn các cái tác hại của những cái phá và bại tinh. Tuy nhiên là ổng ở trong cái tọa cung tiểu vận cho nên là ổng cũng khắc chế luôn cả cái tài tinh mà ảnh hưởng đến các cái công việc làm ăn của các chị, cho nên là cũng không ngon lành rõ ràng luôn. Thậm chí mà có nói là các chị bỏ công ra 10 cầu mong ở trong năm này lấy được 3 là mừng ha. Hội chiếu thì cũng còn có các tử vi thiên tướng đường phù thái tuế và địa võng. Các chị là người thích giữ vai trò chủ chốt ở trong mọi việc, nhưng đôi lúc trở nên liều lĩnh gây tác hại không nhỏ. Công việc làm ăn sẽ có lợi về mặt đất điền nhưng mà sẽ không có lợi về mặt xây dựng, cho nên là cần cẩn thận. Các chị có thái tuế mà hội chiếu ở trong cái tọa cung tiểu vận thì người ta nói là thái tuế mà nhập cung tiểu vận thì khó tránh khỏi mà bị người hãm hại. Đặc biệt là có cái đường phù là thậm chí là dễ gặp tai nạn. Thái tuế đi sau đường phù rất gặp dễ gặp tai nạn ở trên đường, cho nên là cần cẩn thận ha. Cung mệnh rất may là có thiên đức phúc đức, đây là hai cái phúc tinh tượng trưng cho cái khả năng hóa giải cái tai họa nhưng mà nhỏ thôi, đem lại nhiều may mắn. Nếu các chị mà biết phát huy cái bản năng của cái chuyện phúc đức và thiên đức này, đó là đi thắp nhang cầu phước, làm chuyện từ thiện, thì cái thiên đức và phúc đức này sẽ giúp các chị hóa giải đi cái phần nào những cái sao hạn xấu ở trong cung mệnh tọa cung tiểu vận gây ra. Cung tài bạch đó, thì các chị có cả đại hao ở trong tọa và tiểu hao lưu chiếu, cho nên là tiền bạc các chị sẽ báo hiệu là tiêu hao khá nhiều. Với tuy nhiên là bên cạnh đó có thiên mã ngộ lộc tồn, đi với thiên phủ đồng nhập cung thì đồng nhập cái cung tài bạch đó, cho nên là tiền bạc các chị dù là có tốn hao nhưng cũng có lúc làm ra rất là nhiều tăng trưởng, nên không phải nói là mình có thể là làm ra nhiều nhưng mà không giữ được, chứ không phải là mình không làm được ha, không làm được nó khác nhau. Nếu như các chị mà gặp nhiều sao xấu như vậy, đường nào nó cũng tốt tiền. Gặp em thì năm nay gặp năm thổ vượng phải không, ra cầm đóng thấy mình có đóng tiền mình để đó, chứ sao gì cũng mất, chứ sao gì cũng có chuyện sinh ra, dục cho cục đất cái bạc rồi năm thổ vượng cuối năm đem ra bán ha, vượt qua năm gần cái giai đoạn khó khăn thì cái tiền mình nó mới còn giữ lại được, chứ nếu không là nó có không sinh chuyện này cũng sinh chuyện kia mà mất mát. Thì đường nào mình cũng tốn tiền, đầu năm tôi tốn rồi, tôi tốn những đất đóng mà đất thì đâu có bao giờ mà mất đi, nó chỉ đứng đó hoặc là lên hoặc là chứ không bao giờ xuống được, đúng không? Ở trong thời điểm hiện tại của cái đất nước của chúng ta là người quá đông, đất thì chỉ bắt đầu chặt rồi. Tiếp tục ha, như vậy là nhìn chung các mặt đó, thì năm nay á, rõ ràng là có xấu có tốt, đừng quá mà tham vọng thì cuộc sống của các chị cũng không đến nỗi nào. Ngược lại vẫn có phần nào thành tựu, phải tốn công sức nhiều làm ra được nhưng không giữ được thôi. Đang ở vào cái niên vận là người ta gọi là niên vận 10 năm đại hạn á, là kinh doanh bất lợi, tiền vào tay mặt ra tay trái, chẳng còn tích lũy được bao nhiêu ở trong cái giai đoạn này, cho nên nó là cẩn thận. Năm nay là một năm không tốt đẹp. Đó là về cái công việc, tự sự nghiệp và gia và công việc. Còn về mặt tình cảm và gia đạo nó sẽ như sau. Theo tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 thì năm nay công việc làm ăn thì đặc biệt có nhiều rối rắm. Chính vì vậy tình cảm gia đạo cũng sẽ khó được an vui. Đối với gia đình thì các chị sẽ phải sao nhãng đi.
trong cái việc lo cho chồng con, mà trước giờ đã là cái người là hay lấn át chồng con rồi, chữ giáp dần này thì thường hay lấn át chồng con lắm, trừ những cái trường hợp mà lấy chồng mà lấy ví dụ dẫn chứng giáp thìn thì còn ấy ha, còn có cửa là bị giáp thìn nắm quyền, chứ còn mà lấy tuổi khác thì khó lắm. Có tiếng nói vốn dĩ lấn lướt cái gia đạo rồi, mà gặp cái năm mà làm ăn bên ngoài không thuận lợi nữa, về dễ gây chuyện đồ này kia thì nó rất là dễ gây xích mích phiền hà. Tuy nhiên đó là với cái địa chi thuộc lục hợp thì rõ ràng là thậm chí gia đình của các chị là chỗ dựa tinh thần để các chị vượt qua những khó khăn. Các chị nên biết lợi dụng điều này. Hạn thì có nè, hỷ thần thiên mã đường phù cùng kết hợp với long trì phượng cái hộ chiếu, thì gia đình như những cái này á, người ta gọi là một cái loạt những cái tín hiệu tích cực ảnh hưởng đến gia đạo, thậm chí là có cưới hỏi thêm thêm chậu thêm dâu. Cái việc này kết hợp với lại cái lục hợp của địa chi thì rất là dễ xảy ra cái việc cưới hỏi cho con cái ha. Tử vi ngoài có là bệnh phù nè, điếu khách đi chung với tang môn. Bản thân của các chị hay chồng con cần đề phòng tai nạn bất ngờ, thậm chí là có ảnh hưởng đến tay, cho nên là cần cẩn thận. Nếu mà có con gái chưa qua 21 tuổi thì nên quan tâm nhiều hơn, coi chừng nó sẽ gây ra rắc rối cho các chị ha. Nhiều khi nó có thêm cháu nhưng mà nó không có chồng. Để vậy ha. Đối với các chị mà đang trong tình trạng độc thân á, với cái nãy giờ em nói ở trên nè, hồng hồng loan đào hoa hỷ thần cùng với long long trì phượng cái hội nhập á, thì tình cảm rất là dễ gặp nhiều điều tốt đẹp ha. Có người đến ngỏ ý với mình dù muốn hay không á, thì cũng dễ vướng vào cái lưới tình, nên cẩn thận. Đừng có để mình dướng vô cái lưới tình mà lưới tình đó đã mắc một con cá khác rồi ha, lưới một cái tình khác rồi rơi vào cái tình cảm tay ba đó thì rất là rắc rối. Rồi về mặt sức khỏe thì năm nay là sao kế đôi chiếu mạng, người ta nói sao kế đôi chiếu mạng gặp năm sinh xuất bổn mạng thì sức khỏe thất thường và dễ gặp tai nạn. Nhờ cung mệnh thì có phúc đức và thiên đức nên là cũng có phần là không đến nỗi nào nếu tiếp tục làm từ thiện ha, cúng bái đàng hoàng thì vẫn không có gì nguy hại đến cái bổn mạng, chỉ là suy yếu mà thôi. Hãy nhớ rằng năm nay cái đồ chiếu mạng nên lái xe cẩn thận, đi đường phải ngó trước ngó sau. Rõ ràng với cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 thì người Giáp Dần khá là xấu, từ nhất là phần công việc. Rồi thì bây giờ mình vận vào cái vận hạn 6 tháng đầu năm nó sẽ ra sao, thì bây giờ là đã là mùng 2 rồi, hôm nay là giờ này là em quay là 1 giờ sáng ngày mùng 2 rồi, mùng 2 tháng giêng rồi, mùng 2 tháng 2 rồi, cho nên là mình sẽ coi cái mình xét xem coi là cái tháng Bính Dần, tháng giêng của năm Kỷ Hợi có phải là cái tháng rắc rối đối với tụi các chị không, mà tại sao mà từ đầu năm giờ các chị có nhiều cái điều mà không vui xảy đến, rất là nhiều điều không tốt đẹp. Thì đầu tiên hết là tháng Bính Dần thì thuộc hỏa, mệnh là thủy khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn bất ngờ. Mà khi mà bổn mạng tương khắc tháng thì phúc tinh và tài tinh sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những cái phúc tinh mà nó có khả năng hóa giải các cái tinh quân xấu, mà không thấy đâu hết ha. Bính Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là không có ảnh hưởng nhiều đến công việc lắm. Địa chi là Dần với Dần là cùng là mộc, người ta nói Dần với Dần thì là năm sinh tháng tuổi, cho nên là nhiều rắc rối, không có nhiều niềm vui trong cái gia đạo và các mối quan hệ xã hội. Rõ ràng với cái mạng tương khắc và địa chi là tháng tuổi thì khó có chuyện mà các chị được vui vẻ, tại vì tháng giêng thì cũng chưa phải là cái tháng mà công việc nó chạy mọi điều, cho nên là phần công việc cũng vẫn còn nhẹ nhàng đi, nhưng mà có rất nhiều rắc rối đối với tụi các chị. Các chị đã trải qua rồi, các chị tự chiêm nghiệm ha.
Tiếp đến là tháng 2 tháng Đinh Mão. Tháng Đinh Mão cũng là một tháng hỏa, như vậy thì sẽ giống như tháng Giêng, bổn mạng của các chị nên cẩn thận, sẽ cảm thấy khó chịu, không có được ngon lành lắm. Thiên can Đinh Giáp thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. À, Đinh thì thuộc hỏa, Giáp thì thuộc mộc, như vậy là vẫn thuộc vòng tương sinh. À, hỏa sinh mộc cho nên là có thể nói là tháng 2 công việc tài lộc nó cũng sẽ tương đối một chút xíu. Địa chi Mão Dần thì tự chủ bình hòa, cũng không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. À, tháng này thì bổn mạng chỉ cần chú ý, còn công việc và gia đạo cũng giống như tháng Giêng, không có việc gì quá lớn nào. Tháng 3 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Mậu Thìn, là một tháng gốc mộc. Như vậy mệnh thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nạn, đặc biệt là tai nạn. Với cả thủy sinh mộc của năm, bây giờ là thủy sinh mộc của tháng nữa, thì rõ ràng là sức khỏe của các chị cần phải để ý rất nhiều. Địa chi thiên can là Giáp, chủ Giáp Dần khắc chữ Mậu, thiên can khắc tháng, công việc rất dễ gặp nhiều khó khăn chống phá. À, cẩn thận giấy tờ và đặc biệt là dễ hao tài. À, địa chi Thìn Dần là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, như vậy là phần địa chi ok. À, từ địa chi mình lục hợp của năm mà, thì chính vì vậy cho nên là bên trong nó cũng không có gì xung khắc nhau nhiều ha. À, các chị nên nhớ là tháng 3 phải để ý nhiều điều ha. Tiếp đến là tháng 4. Tháng 4 âm lịch là tháng Kỷ Tỵ. À, tháng Kỷ Tỵ của năm 2019 là cũng tiếp tục làm tháng mộc, như vậy cũng giống như ở trên. À, thủy sinh mộc, bản mệnh bị sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nan. À, coi chừng khó khăn. Thiên can thì chữ Giáp hợp chữ Kỷ. À, thiên can thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp uy thế chủ về chữ tính. À, cho nên công việc của tháng 4 sẽ là dễ thuận lợi, làm ăn dễ sinh tài lộc. À, nếu như là không vì cái bổn mệnh của tháng 3 tháng 4 bị sinh xuất thì tháng 4 rõ ràng tốt đẹp ha. À, về cái công việc, nhưng mà bổn mạng cũng tiếp tục phải cần đề phòng, giống như cái tháng 3. Địa chi của tháng 4 là tháng Tỵ gặp Dần, Dần thân Tỵ, Dần Tỵ thì thuộc nhóm tự hình. À, so với lục xung hoặc lục hại thì tự hình nhẹ hơn nhiều. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu với nhiều bên mạnh, cho nên là mình là Dần, mình mạnh hơn Tỵ, cho nên là có gì đi nữa thì các chị gia đạo có lộn xộn như nữa thì các chị vẫn là người dẹp được. Insul. À, ok. Tiếp đến đó là tháng 5, tháng Canh Ngọ. À, tháng Canh Ngọ thì là tháng Thổ. Như vậy mệnh Thổ khắc Thủy, bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nạn. À, không có ngon lắm lắm về của mạng. Thiên can á, chữ Canh của Canh Ngọ nó khắc chữ Giáp. Thiên can bị tháng tương khắc, công việc thì cực kỳ khó chịu ở trong những cái tháng này. À, cho nên là các chị nhớ cẩn thận. À, rất may cho các chị đây là tháng tam hợp với lại địa chi đó là thuộc Dần Ngọ Tuất tam hợp, mà khi mà gặp tam hợp này á thì nó sẽ hóa giải cho tam tai. Người ta nói tam hợp hóa tam tai, nhưng mà tam hợp tháng này chị hy vọng là nó chỉ phần nào cứu lại cái thiên can thôi, chứ còn cái tháng 5 thì rõ ràng là chỉ có tốt về gia đạo, nhưng mà công việc và sức khỏe tiếp tục là có vấn đề. À, tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Tân Mùi, mà tháng Tân Mùi thì cũng giống như tháng Canh Ngọ, nó là tháng Thổ. Như vậy Thổ khắc Thủy, bản mệnh bị tương khắc tháng, sức khỏe cần cẩn trọng. Mà khi mà bản mệnh bị tương khắc tháng hai tháng liên tiếp, tháng này tháng âm nữa, thì rõ ràng là rất xấu đối với ngược cái bổn mạng của các chị. Mà khi mà bổn mạng mà bị yếu đi, bị tương khắc như thế này, vừa bị sinh xuất của năm mà bị tương khắc của tháng, thì nên nhớ rằng 2 tháng 5 tháng 6 của âm lịch là của năm Kỷ Hợi là 2 tháng Thổ rất vượng, mà Thổ vượng thì không tốt cho người mệnh Thủy ha, nên nhớ là như vậy. Thiên can Tân Giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. À, về công việc thì cũng không có vấn đề gì. Địa chi Dần Mùi là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. À, như vậy thì đối với em thì em khuyên thẳng như vậy, các chị hướng sao kế đô bổn mạng bị sinh xuất thì đặc biệt cẩn thận vào tháng
5 và tháng 6, 2 tháng thổ cực vượng sẽ rất xấu về bổn mạng. Người ta nói có xấu gì đi xấu đi nữa thì giữ được cái mạng của mình thì mình sẽ làm được tất cả mọi thứ. Thì hai các chị làm ơn nhớ cẩn thận cho em tháng 5 và tháng 6. Còn tháng 3 tức là nó còn chữ giáp, nó khắc chữ mậu đi nữa thì nó cũng không đến nỗi nào ảnh hưởng tới công việc không nhé. Như vậy thì em đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với nữ giáp Dần, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm với nhiều khó khăn chờ đón các chị. Hy vọng rằng đây là thông tin mà các chị ứng dụng được để vượt qua cái khó khăn của năm Kỷ Hợi này. Ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ video này cho nhiều người tuổi Giáp Dần biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi ở YouTube xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi cũng như vận hạn các tuổi khác. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.